Xin chào tất cả các chị em. Trong video ngày hôm nay thì em Trang sẽ hướng dẫn tất cả mọi người sử dụng cái kích kem dưỡng trắng chống nhăn, hay còn gọi là kem ngày. Đây là cái mẫu cũ mà em Trang đang sử dụng từ trước, là cái vỏ màu trắng. Còn mẫu hiện tại mà công ty mới thay đổi là cái mẫu vỏ màu hồng các chị em nhé. Chất lượng và sản phẩm thì tương tự giống nhau, nó chỉ có khác nhau về cái phần vỏ thôi. Nên là khách hàng mới thì sẽ nhận được cái tiết kem dưỡng trắng chống nhăn màu hồng ấy. Đây là cái tiết kem dưỡng trắng chống nhăn này, nó có cái tác dụng là giúp cấp ẩm cho làn da chúng ta, giúp nâng cơ trẻ hóa, và khi mà chúng ta bôi vào thì nó sẽ giúp da chúng ta sản sinh collagen tự nhiên trong gốc da, giúp đẩy lùi cái tình trạng lão hóa, thâm nám và nhang các chị em nhé. Và đặc biệt là tiết kem dưỡng trắng chống nhăn này nó có chỉ số SPF 30+, bởi vậy nên là với cái thời tiết mát mẻ hoặc là thời tiết buổi sáng thì chúng ta có thể sử dụng tiết kem dưỡng trắng chống nhăn này. Nó cũng có cái tác dụng chống nắng lên tới 96%. Các thì vào mùa hè thì chúng ta nên sử dụng thêm đó là kem chống nắng để bảo vệ da chúng ta. Và đặc biệt là tiết kem dưỡng trắng chống nhăn này thì nó sẽ giúp khi chúng ta thoa vào thì nó sẽ giúp chúng ta lên tông nhẹ, nên là rất là thuận tiện cho tất cả các chị em chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi sử dụng nhé. Các chị em chúng ta khi đối với những người mới thì chúng ta sẽ mở cái tuyếp này ra, và nó có một cái giấy bạc niêm phòng ở đây thì chúng ta sẽ bóc ra, và chúng ta sẽ bôi, như là chúng ta sẽ chấm đều các điểm lên khuôn mặt của chúng ta. Các chị em chúng ta chấm đều các điểm lên khuôn mặt, và chúng ta cũng chỉ cần chấm nhẹ thôi. Như vậy thì nó sẽ lớp kem nó sẽ đều lên khuôn mặt, và nó sẽ đạt cái kết quả tối ưu nhất các chị em nhé. Cái kem này thì thoa vào và chúng ta nhớ là chúng ta sử dụng ở phần cổ nhé, để dưỡng da chúng ta phần cổ nữa. Và đặc biệt là cái tiết kem dưỡng trắng chống nhăn này khi chúng ta bôi vào thì nó sẽ thẩm thấu luôn, nó không vết dính và nó lên tông nhẹ nhàng, nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm và rất là dễ dàng sử dụng. Khi chúng ta bôi đều lên khuôn mặt rồi thì chúng ta sẽ dùng tay chúng ta vỗ nhẹ thôi nhé. Đó, chúng ta chỉ cần vỗ nhẹ thôi. Lên khuôn mặt của chúng ta như thế này là nó đã thẩm thấu vào rồi, và chúng ta không cần kỳ cò quá mạnh các chị em nhé. Khi chúng ta bôi xong thì da chúng ta ngay lập tức đã rất là mịn màng và lên tông rất là nhẹ nhàng. Nó có thể thay cái lớp kem nền, và đã lưu ý là chúng ta sử dụng cái kem này vào mỗi buổi sáng các chị em nhé. Đối với các chị em chúng ta làm việc buổi sáng thì chúng ta phải làm bôi buổi sáng ấy. Còn đối với những chị em là chúng ta đi làm công ty mà chúng ta phải làm ca đêm ấy, thì nếu chúng ta làm đêm thì chúng ta sẽ sử dụng tiết kem dưỡng trắng chống nhăn này vào ban đêm. Ban ngày chúng ta ngủ thì không cần bôi. Nếu chúng ta làm ban ngày thì chúng ta nhớ sử dụng ban ngày các chị em nhé. Đó là chúng ta đã sử dụng xong cái tiết kem dưỡng trắng chống nhăn. Để cho tất cả các chị em chúng ta đang sử dụng cái tiết kem dưỡng trắng chống nhăn này thì chúng ta sẽ dùng để đúng đều đủ mỗi ngày để giúp da chúng ta đạt cái hiệu quả tối ưu nhất các chị em nhé. Đó, và chúng ta thực hiện có những thao tác nhỏ, chúng ta massage hai lòng bàn tay vào với nhau bấm như này, và chúng ta ốp lên da thì những cái lớp kem này tiếp tục nó thẩm thấu sâu vào trong gốc da của chúng ta. Đó, bye bye.